Hello, Nhung đã khám phá ra cái loại sữa Santika là sữa yến mạch dinh dưỡng này, và sữa này uống Nhung uống thấy rất là hợp. Và đợt tới Nhung sẽ đặt một thùng 24 hộp đó. Nếu mà đặt nhiều ấy, thì sẽ đặt một thùng 24 hộp thì tính ra là chia ra bao nhiêu nhỉ? 6 triệu thì được 24 hộp, thì chia ra thì chỉ khoảng tầm tầm 250 thôi. 6 triệu mà 24 hộp thì chia ra khoảng tầm 250 một hộp thôi. Tầm như thế. Và Nhung uống cái loại này rất là hợp nhá. Gồm có yến mạch này, phôi mầm đậu nành này, collagen, sữa gầy, đường cỏ ngọt này. Đấy. Và hướng dẫn sử dụng cho 160 ml nước ở nhiệt độ 60-70 trước, sau đó cho 3 muỗng yến mạch dinh dưỡng vào khuấy đều đến khi bột hòa tan, có mùi thơm là sử dụng được. Và mỗi ngày nên sử dụng 2 đến 3 cốc để có hiệu quả tốt nhất. Và đối tượng sử dụng là có thể phụ nữ sau sinh này, thiếu hụt nội tiết tố nữ này, da bị nám sạm này, rồi người ăn kiêng, người ăn chay này. Và công dụng bữa ăn thay thế, bồi bổ sức khỏe, cung cấp năng lượng, tăng cường vitamin và chất khoáng, giàu chất xơ, tăng cường hệ tiêu hóa, giúp đẹp dáng đẹp da, tăng kích thước vòng một và cân bằng nội tiết tố nữ. Hình như là Nhung nhớ là mua, nếu mà mua lẻ cái hộp này hình như là phải tầm 380 hay sao ấy, 380 gần 400.000 một hộp này. Nhưng nếu mà Nhung đặt qua bạn của sếp Tuấn cùng với BNI thì hình như là giá nó sẽ được chiết khấu, hình như là được chiết khấu 15% hay sao ấy, nhưng Nhung không nhớ. Và chắc là đợt tới Nhung sẽ đặt cái này để uống hàng ngày đó.